Thưa quý vị, lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao thị xã Phú Mỹ lần thứ 8 đã được Ủy ban Nhân dân thị xã tổ chức vào sáng nay 28 tháng 5. Đây là địa phương thứ 7 của tỉnh tổ chức khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao cấp huyện thị thành. Lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao thị xã Phú Mỹ lần thứ 8 có sự tham gia diễu hành biểu dương các lực lượng trên địa bàn. Ngay sau lễ diễu hành là nghi thức rước đuốc truyền thống. Ngọn đuốc đại hội được các vận động viên tiêu biểu thị xã Phú Mỹ rước từ nghĩa trang liệt sĩ thị xã tiến vào lễ đài và được lãnh đạo huyện thắp sáng trên đài đuốc. Hơn 1.100 lượt vận động viên đến từ các xã phường, trường học, cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn thị xã tranh tài ở 15 môn thi đấu. Các môn thi diễn ra từ đầu tháng 5, dự kiến kết thúc vào cuối tháng 6 năm 2022.